Xin chào quý anh chị, mình là Kiệt đến từ đại lý Hyundai Tedo tại thôi nha. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến chị mẫu xe Hyundai Palisade phiên bản 7 ghế tiêu chuẩn ha. Đối với dòng này hiện tại đây là phiên bản rẻ nhất của nhà Hyundai Palisade thì nó sẽ có mức giá là 1.469.000.000. Và nếu như anh chị mua xe và sở hữu xe trong tháng 4 này, hiện tại giá lăn bánh con này anh chị có thể theo dõi trên màn hình. Và đối với trong tháng 4 này, hiện tại mẫu Hyundai Palisade đang có chương trình khuyến mãi cho quý khách hàng anh chị, sẽ giảm trực tiếp vào trong giá xe luôn là 45 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra còn tặng cho quý khách hàng thêm nữa là những món phụ kiện cao cấp từ đại lý Hyundai Tedo. Hyundai Palisade phiên bản tiêu chuẩn 7 ghế hiện tại đang có sẵn tại đại lý Hyundai Tedo bên mình là màu đen. Ngoài ra thì anh chị có thể tham khảo thêm các màu khác như là màu trắng, màu đỏ hay màu xanh dương ha. Đối với dòng Hyundai Palisade này thì nó sẽ có tùy chọn cho mình tổng cộng đến 4 phiên bản lận, bao gồm chia ra là phiên bản một cầu và hai cầu. Đối với phiên bản một cầu thì chia ra là dòng 6 ghế và dòng 7 ghế. Thì đối với dòng 7 ghế hiện tại thì cái lượng xe về nó cũng không có nhiều anh chị. Đại lý em thì đang nhận được một xe từ nhà máy trả hàng là phiên bản 7 ghế màu đen. Và đối với dòng Hyundai Palisade thì nó sẽ được trang bị cho mình là động cơ dầu ha, động cơ dầu 2.2 lít. Và nếu như anh chị mình chưa có nắm thông tin về mẫu Hyundai Palisade này, phiên bản 7 ghế này, thì mà anh chị tiếp tục theo dõi phần video của mình. Về phần ngoại thất của xe thì mẫu Hyundai Palisade ở phiên bản 6 ghế hay là phiên bản 7 ghế đều không có sự khác nhau nhiều lắm anh chị ở dòng tiêu chuẩn ha. Phần đầu xe vẫn trang bị cho quý khách hàng là phần lưới tản nhiệt dạng dựng đứng với những cái thanh nan dạng đen bóng như thế này. Đó, được xếp chồng lên nhau nhìn rất là đẹp. Xe vẫn được trang bị cho khách hàng như là cụm đèn chiếu sáng dạng bi LED nè, có cái phần đèn định vị rất là to bản ở bên ngoài. Và Hyundai Palisade phiên bản tiêu chuẩn vẫn được trang bị cho quý khách hàng camera 360 độ được đặt ở phần đầu xe, đuôi xe và ở hai bên hông xe ha. Điểm khác nhau mạnh mẽ nhất của dòng xe Hyundai Palisade phiên bản tiêu chuẩn hay là cao cấp chính là ở phần bên hông xe anh chị. Đối với hông xe của dòng Palisade phiên bản tiêu chuẩn nó sẽ trang bị vành mâm cho mình là 18 inch. Với cái vành mâm này thì nhìn cái thẩm mỹ của nó sẽ không có được cao như là phiên bản cao cấp, thì vành mâm nó lên tới tận 20 inch lận anh chị. Tuy nhiên với phần vỏ dày như thế này thì đảm bảo cho quý khách hàng có sự cơ động trong những đường xấu, đường gồ ghề thì cái việc mà giảm sốc sẽ tốt hơn khá nhiều anh chị. Về tổng thể bên hông xe thì xe vẫn được trang bị những cái trang trí cơ bản như là sẽ có cái phần đường viền chân kính mạ chrome như thế này nè, tay nắm cửa mạ chrome. Gương chiếu hậu sẽ tích hợp cái đèn xi nhan với thiết kế rất là đẹp. Về hệ thống treo thì Hyundai Palisade sẽ được trang bị cho quý hàng hệ thống treo trước sau đều là dạng treo độc lập hết, mang đến cảm giác về êm ái khi mà đi những đường xấu khá là tốt anh chị. Về nội thất bên trong xe thì mẫu xe Hyundai Palisade này anh chị, phiên bản tiêu chuẩn thì 7 ghế anh chị nhìn thấy ha. Đối với không gian ghế, hàng ghế thứ hai nè là nó sẽ liền luôn. Giữa băng ghế bên tài và bên phụ nó sẽ liền qua hai bên đây. Còn nếu như mà anh chị mua một phiên bản 6 ghế thì ở cái phần ghế giữa nó sẽ khuyết đi ha, có một cái rãnh trống để cho mình thể di chuyển xuống hàng ghế thứ ba rất là dễ. Về màu thì anh chị thấy là trong màu nội thất của con tiêu chuẩn nó sẽ là tông màu đen, còn mình lựa chọn phiên bản rất là cao cấp á thì nó sẽ là tông màu nâu anh chị. Ghế da nắp bà rất là sang. Và một điểm cả hai phiên bản tiêu chuẩn hay là cao cấp đều trang bị chính là cái điều hòa tự động anh chị. Điều hòa tự động 3 vùng. Đây là một cái tính năng rất là cao cấp của dòng xe Hyundai Palisade ha. Hiện tại thì chỉ có Palisade mới có trang bị điều hòa tự động 3 vùng thôi, còn các dòng Hyundai khác thì chỉ là dạng 2 vùng. Đối với không gian hàng ghế thứ nhất anh chị thì xe sẽ được trang bị những cái tiện ích như là màn hình sau vô lăng nè. Là màn hình điện tử, rồi màn hình giải trí của màn hình điện tử luôn. Cần số thì sẽ là dạng nút bấm ha. Điều hòa phía trên là hai vùng độc lập. Đối với dòng Palisade phiên bản tiêu chuẩn này vẫn trang bị cho quý khách hàng là nhớ ghế ở vị trí ghế tài xế. Thứ hai nữa là ghế chỉnh điện cho cả bên tài lẫn bên phụ ha. Tuy nhiên một điểm không có hấp dẫn của mẫu Hyundai Palisade này là màn hình nó zin. Vì là nó zin thành ra nó không có bản đồ dẫn đường của nhà máy ha. Thay vào đó là anh chị muốn sử dụng bản đồ phải kết nối thông qua Apple CarPlay hoặc là Android Auto thì mình mới có thể sử dụng bản đồ được ha. Xe vẫn được trang bị cho quý khách hàng là tính năng nâng hạ kính từ xa và đề nổ từ xa ha, với nút horn ở vị trí cuối cùng trên chìa khóa thông minh này. Về động cơ thì mẫu Hyundai Palisade này sẽ được trang bị động cơ dầu 2.2 lít turbo ha, đi kèm với hộp số là 8 AT.
Đối với cái mức tiêu hao nhiên liệu thì mẫu Hyundai Palisade này nó sẽ duy trì ở mức từ khoảng 6 đến khoảng 7 lít cho 100 km anh chị. Về phần an toàn, Hyundai Palisade sẽ được trang bị cho quý anh chị những an toàn chủ động cơ bản như là ABS, EBD, HAC. Ngoài ra thì xe sẽ có thêm cho mình nữa những an toàn chủ động thông minh mà bên Hyundai bên em gọi sẽ là Hyundai Smart Sense nè, như là phòng tránh va chạm phía trước, phòng tránh va chạm điểm mù, phòng tránh va chạm phía sau khi lùi. Rất là nhiều tính năng an toàn chị. Thêm nữa là camera 360 độ sẽ tích hợp thêm nữa là tính năng giám sát điểm mù trên màn hình sau vô lăng ha. Và như vậy thì em cũng đã giới thiệu nhanh qua cho quý anh chị xem về mẫu Hyundai Palisade phiên bản 7 ghế ha, đang có sẵn tại đại lý Hyundai Taedo. Anh chị muốn biết thêm những thông tin nào nữa về mẫu Hyundai Palisade này, về giá lăn bánh, về giá trả góp, mức góp hàng tháng, hồ sơ thủ tục khi mua xe, hoặc là những trang bị gì khác nhau gì giữa phiên bản Palisade 6 ghế với 7 ghế, tiêu chuẩn với cao cấp, thì anh chị có thể liên hệ với mình thông qua số điện thoại mình để phía dưới góc màn hình ha. Mình là Kiệt đến từ đại lý Hyundai Taedo tại Cần Thơ anh chị. Rất cảm ơn quý anh chị đã theo dõi hết phần video này.